Tựa game 7 viên ngọc rồng tuổi thơ đã quay trở lại, tặng 1 triệu ngọc xanh và hàng tỷ vàng khi tạo nick mới, thao mua sắm vật phẩm và trang bị cho hành trình mới. Game có các hoạt động săn boss, bang hội, ngọc rồng đen và rất nhiều chức năng mới lạ, cộng đồng lạnh mạnh, đầy đủ dân cày và người chơi mới. Truy cập ngay trang chủ Naro Blue để tải game của mình nhá. Nếu anh em có nhu cầu cần mua nick ngọc rồng Blue thì hãy lên ngay shopgameblue.com, shopgameblue.com nạp thẻ không chứa chiết khấu. Ngoài ra khi nạp thẻ sẽ 100% nhận được thỏi vàng, cơ hội lên đến 500 thỏi. Nick vàng giá rẻ nhất thị trường, vòng quay gian đu 100% chúng. Anh em cần mua nick ngọc rồng Blue thì cứ lên ngay shopblue.com để ủng hộ mình nhá. Hello anh em nhá, chào mừng quay trở lại với channel mình, thì mình vẫn với CG mình đây. Hôm nay thì mình làm một cái clip đi đập đồ cũng như là đi úp đệ tử lên nhá. Tí nữa mình mở skin 2 luôn. Bây giờ đi đập đồ đã. Bây giờ thằng Tuấn Anh vẫn chưa dép mình nên là mình chưa mua được thêm thỏi vàng ấy. Đây có 20 thỏi kèm đây, mua được X3X99 Savale thì úp vào nhá. Bây sang bên khu 15 để đập đồ. Bán thỏi vàng trước anh em ạ. Úp con đệ tử lên cái lập nick mấy hôm mà vẫn chưa úp hôm nào. Đây rồi, 1 tỷ 5. Mình sẽ đập một set này lên là 6 sao nhá, để lấy tiền sức mạnh cho con đệ tử nó úp đã. Đó, mình sẽ đập cái này 2 sao lên 6 sao nha anh em. Lên 3 sao rồi anh em ạ. Áo lên 3 sao rồi, tí nữa đập vào một đống. Nói chung là mình sẽ đập hết lên 6 sao. Mình nghĩ là 20 tỏi vàng này thì mình nghĩ cũng nên đập đúng không nhỉ? 20 tỏi này khả năng cao là cũng được, phải ít nhất phải 4 đến 5 món 6 sao rồi. Tại vì đập bên đồ bên này cũng khá là dễ. Để mình mở cái cheat energy lên cái đập cho nó nhanh nhá. Chứ không mở cheat lên đập nó hơi lâu anh em ạ. Cho 5 này. Bật chế độ bay lên nha anh em. Đấy, cho nó loát cho nó nhanh anh em ạ. Đập cho nó sướng. Đập kia hơi lâu. Cảm giác đập từ nãy giờ gần 1 tỷ vàng rồi mà đập lên được 1 sao anh em ạ. Ảo thật. Và 4 sao rồi đây. Không để ý lên 4 sao rồi anh em ạ. Nhưng mà đập cũng hơi không được hên lắm nhỉ. Đâu cái áo đây rồi. Đập từng món một. Năm sao rồi. Chắc là bây giờ mình sẽ max speed lên cho anh em xem thôi nhá. Sau tí nữa khi mà kiểu úp các thứ này kia thì mình sẽ quay tiếp cho anh em xem nha. 15 sao rồi anh em ạ. Thank you.
Ok anh em ơi, thì mình vừa đập đồ xong rồi. Bây giờ đập mất gần 1 tiếng đồng hồ mới lên được full một set anh em ạ. Mình vừa mới đi mua thêm 100k vàng nữa là được 350 thỏi, thì mình đập thêm mất là 100 thỏi nhá. 100 thỏi tổng cộng với cả 20 thỏi lúc mình có sẵn nữa là 120 thỏi, tính ra vào khoảng 120 thỏi thì mới đập được lên một món này. 1 này, 2, 3, 4, 5, cả cái cải trang 6 sao nữa là 6 món nhá. 6 món 6 sao là mất 150 thỏi vàng anh em ạ. Phải không nhỉ? 120 thỏi, 120 thỏi rơi vào 6 món nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi đập hết tất cả cái chỗ này vào để lấy cái sao vale và đi úp đệ tử thôi anh em ạ. Hôm nay hơi mệt. Đây, đập cái Zara này. Zara thì mình sẽ cho một cái là 10% HP. Sau đó thì úp hết tất cả vào là tiền vào sức mạnh hết tất cả cho đồ nhá. Tại vì đệ tử bây giờ ấy thì nó khá là cùi, nó vẫn chưa thể nào mà úp hết được. Thế nên là mình vẫn phải cho một chút thuốc HP vào thì mới đi úp được quái 12.000 luôn nha anh em nhá. Đó, với cả cái Zara cái thứ này kia thì sau mình đập lại cũng được. Nó sẽ là 20% tiền vào sức mạnh và 10% HP. Ok, bây giờ cho cái trang thỏ Bulma này vào. Đó, nhìn nó hợp lý không? Đập cái này, đập cái Savale kia mà nó cũng như thế này ấy, thì cảm giác nó thích bao nhiêu nhỉ? Đập mãi không lên được anh em ạ. Thề hơn tiếng đồng hồ mới lên được 6 món 6 sao. Lâu lắm luôn ấy. Ok, 30% rồi. Còn cái giày này, hút key mình không biết là có nên cần hút key không nhỉ? Tại vì con đệ tử của mình thấy là cái key của nó khá là ít. Nhưng mà thôi chắc không cần đâu. Đây còn cái găng nữa thôi. Găng dày nó đúng nhỉ? Anh em xem video nhớ để lại xin một like, nhớ đăng ký kênh, bấm cái chuông ấy, nhận video mới nhất kênh của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nào mà kiểu muốn mình làm cái hành trình như nào đấy về con đệ tử này kia ấy, thì có thể comment nhá. Rất là nhiều luôn. Nhưng mà nhớ là vẫn phải like, comment rồi thì đăng ký kênh các thứ nữa. Đấy, full rồi. Bây giờ mình sẽ đi test luôn nhá. Test úp thử xem là nó được bao nhiêu nha anh em. Ui, tí lại bỏ mất. Thôi, cũng lố luôn. Rồi, full rồi anh em ạ. Bẻ từ bây giờ là 3.500 HP à? Ít HP quá nhỉ. Bây giờ mình về nhà để mình mua một set đồ cho mình đã. Nhìn cho nó đỡ chuối. Đây, mình sẽ mặc một set này đi. Ok.